Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe của máy Mai Duyên. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này. Mình vừa báo giá chiếc GTR và mình cho các bạn xem luôn những khác biệt của đời V1, V2, V3 luôn là như thế nào. Tại sao mình lại gọi là V2, V3? Thì giá GTR hiện tại tại cửa hàng Mai Duyên á là 56 triệu chẵn. Hiện tại thì cửa hàng có luôn cả hai đời V1 và V2. Thì cái đời V1 á là nó giống hệt với chiếc Winner Winner của Việt Nam mình. Tại vì cũng là Honda thôi, nhưng mà Honda Việt Nam và Honda Indo thì nó sẽ gọi tên khác nhau. Mình là Winner, còn nó là GTR. Thì đây là chiếc Winner V1 của nước bạn Indo ha. Rồi, đến cái đời V2 á thì Việt Nam mình Honda lại chơi lớn luôn, là ra luôn chiếc Winner X này. Cho nên mình sẽ gọi nó là đời V2, đời sau. Đó, nhưng mà bên Indo á, người ta không ra Winner X, mà ta chỉ nâng cấp chút xíu thôi và gọi nó là V2. Thì đây chính là chiếc GTR V2 nè các bạn. Nó khác nhau nha. Ngoại hình thì không thay đổi nhiều, nhưng mà cái đầu đèn nè, bên đó là xám khói là đời V2 đó các bạn. Bên này là màu trắng tươi luôn nè. Đó, rồi Honda tinh chỉnh một chút xíu những thiết kế này. Và cụm đồng hồ là thay đổi hoàn toàn. Đây là cụm đồng hồ analog, có một chút xíu LCD đây, trong khi đời V2 á, là full LCD. Các bạn thấy không? Rồi luôn cả cái phần đuôi đèn thì Honda bên Indo cũng thay đổi hoàn toàn. Các bạn nhìn nè, có giống miếng gì không? Thì đây sẽ là đời V2 và đây là đời V1. Trong khi Việt Nam mình cũng có hai đời, nhưng mà đời V1 á, là Winner giống thế này. Còn đời V2 nó không ra thế này mà nó ra thẳng luôn Winner X các bạn đang thấy trên màn hình. Thì nếu như có nước bạn Indo mà ra thêm một đời nữa mà giống Winner X của mình là cái này thì chắc chắn sẽ gọi là đời V3 rồi các bạn, chứ không phải là V2. Các bạn lưu ý vấn đề này ha. Cái V này á, là version á, thì nó là đời thôi, đời 2018, 2019, 2020 để mình phân biệt nó các đời với nhau. Nó khác nhau có gì giờ mình dễ vàng phân biệt, mình dễ gọi tên hơn. Đó, chứ không lẽ bây giờ gọi Winner 2016, Winner 2018 chẳng hạn thì nó dài dòng quá. V1, V2 có phải nó gọn không? Thì bây giờ Indo nếu mà ra chiếc Winner X hình hài giống thế này, có thể là gọi là GTR X chẳng hạn, thì nó là đời V3 rồi nha các bạn. Vừa rồi thì Honda bên Malaysia cũng như vậy luôn, cũng có hai đời giống này rồi, V1 và V2 rồi. Bây giờ bên Malaysia người ta mới ra mắt chiếc Winner X thế này, gọi là XS ER là đời V3, cho nên mình mới gọi nó là đời V3 là hợp lý, chứ không phải là mình để chữ V3 vào để đánh lừa các bạn hay là giật tít câu view gì đâu. Các bạn lưu ý vấn đề này ha. Và các bạn thấy rõ ràng là ở Việt Nam mình á, chúng ta được Honda ưu ái ha, các bạn được Honda ưu ái ra thẳng luôn cái đời Winner VS này, trong khi á là ở bên Malaysia bây giờ mới ra mắt cái phiên bản này. Mà hiện tại bây giờ vẫn có rất nhiều bạn cho thông tin là cuối năm nay là tháng 12 ra phiên bản Winner mới, trong khi mình là mình chưa có động tĩnh gì hết. Nếu mà mình muốn câu view á là mình đã giật tít những cái hàng đó lên rồi ha. Trong khi là mình hoàn toàn không có đá động gì đến vấn đề mà Winner sẽ ra mới, mặc dù các bạn đã yêu cầu mình á, anh ơi anh làm video về vấn đề Winner V3 đi anh. Nhưng mà bây giờ mình không thông tin sao mình làm được bây giờ. Trong khi Malaysia ra chiếc V3, mình gọi V3 thì các bạn lại kiện mình là không chịu là V3 mà chỉ là V2 thôi, cứ cho là mình á cố tình chèn cái chữ V3 vào để mà giật tít câu view hay gì đó. Thì hôm nay mình làm cái video này, mình nhấn mạnh với các bạn luôn, đây là đời V2 rồi nè. Đó, nước bạn là V2 rồi. Và giá hiện tại là 56 triệu đã bao gồm VAT nha các bạn. Các bạn thấy mình sướng không? Mình ra Winner X rồi. Có nhiều bạn vào kênh mình xem á, là ở bên Indo hoặc là Malaysia tỏ ra rất ngưỡng mộ Việt Nam mình. Các bạn Việt Nam sướng quá được ra Winner X, trong khi bên tôi á, Honda tinh chỉnh chút xíu vậy à là ra V2 rồi. Các bạn thấy không? Đó. Và mình xin nói các bạn thế này, là cửa hàng sẽ có ship xe trên toàn quốc. Mình nói ví dụ như các bạn ở nơi các bạn mà không có bán dòng xe này á, thì các bạn cứ mạnh dạn alo cho Tùng đi. Tùng có số điện thoại là 0946 838494, số này có Zalo nha. Các bạn gọi không được thì các bạn cứ kết bạn Zalo, thì Tùng sẽ ship xe cho các bạn trên toàn quốc. Mình nhắc lại là trên toàn quốc luôn. Và ví dụ như các bạn ở trong Nam á, thì khoảng chừng 300 ngàn ha. Còn ở ngoài Bắc, Hà Nội luôn chẳng hạn, thì khoảng chừng 600 ngàn.
là phí ship xe đó các bạn. Có gì các bạn cứ gọi thẳng cho Tùng, mình thương lượng vấn đề này. Và muốn ship xe thì các bạn bắt buộc phải mua trả thẳng. Hình thức mua xe cũng giống như là các bạn mua xe tại nơi các bạn ở vậy đó, không có khó gì hết. Khi mà Tùng giao xe hay làm giấy tờ lên giấy tờ gì đó thì Tùng sẽ chụp hình gửi qua Zalo cho các bạn. Xe lên mà đưa lên trên xe tải nếu mà đưa đi á cũng được quay lại đưa lên Zalo cho các bạn xem luôn. Ví dụ như các bạn có thể lựa xe qua Zalo được mà, Tùng sẽ quay như thế này đó. Bạn ưng ý chiếc xe này rồi, xem số khung, số sườn, số máy rồi, thì khi giao xe đúng số khung, số sườn, số máy đó là các bạn không sợ lầm, tức là không sợ bị cửa hàng cháo xe khác. Tại vì cửa hàng á, là đưa uy tín lên hàng đầu, cho nên các bạn cứ yên tâm nha, giao xe trên toàn quốc cho các bạn luôn. Và phải mua trả thẳng nha, tại vì mua trả góp thì phải có mặt tại cửa hàng mới làm thủ tục trả góp được nha các bạn. Mình xin nhắc lại lần nữa là giá là 56 triệu. Và qua video này á, mình mong các bạn hiểu rõ hơn vấn đề V1, V2, V3 là như thế nào. Cũng như là chiếc MX King này đây, nè, 2018, 2019. Các bạn gộp chung nó thành một đời được không? Không được nha. Nó vẫn là đời 2018 và đời 2019. Nhưng mình không gọi nó V này, V nọ. Đó. Nhưng mà nó vẫn là hai đời. Mặc dù nó không khác nhau nhiều. Các bạn nhìn nè. Giống hệt hết. Chỉ khác cái đầu đèn và khác cái đồng hồ thôi. Thì nó vẫn là tính là một đời rồi đó các bạn. Rồi đời kế tiếp ra nữa là đời 2020, 2021 chẳng hạn. Đó. Rồi. Mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng lần nữa là ở số 67 đường Triệu Nương, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Từ thành phố Sóc Trăng luôn, các bạn đi xuống Mỹ Xuyên này khoảng chừng 7 cây số à. Đó, còn các bạn ở tỉnh xa thì mua trả thẳng đi, cửa hàng sẽ ship xe cho các bạn trên toàn quốc luôn. Và cửa hàng có bán trả góp nha các bạn. Tất nhiên rồi, phải có mặt tại cửa hàng mới trả góp được. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này ở đây. Có gì thắc mắc á, các bạn cứ tiếp tục bình luận ở dưới. Mình sẽ trả lời và mình sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm qua những gì mà các bạn cho thêm ý kiến ở dưới ha. Xin chào các bạn luôn nha.